Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Sao Mai Audio. Rắc là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định thành công của một hệ thống âm thanh. Và hôm nay Sao Mai Audio sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ rắc của Neutrik. Đó chính là NC3MXX và NC3FXX. Và trên tay tôi đây là chiếc rắc Canon đực có mã sản phẩm là NC3MXX. Như các bạn thấy, nó được bao bọc trong một lớp vỏ ni lông khá là dày dặn. Ở trên vỏ có logo của hãng, tên hãng là Neutrik. Đây là kết nối XNR. Và đây là loại 3 chân. Nó được sản xuất tại châu Âu, có đầy đủ mã vạch để cho các bạn check. Và ở phía cuối của vỏ có website của hãng. Và trên đây tôi đây là chiếc rắc Canon cái, có mã sản phẩm là NC3FXX, có kết nối cáp XNR và đây là loại cái 3 chân. Nó được sản xuất tại châu Âu và đây là mã vạch của sản phẩm. Chúng tôi đã chuẩn bị một sợi dây được hàn sẵn hai đầu rắc Canon đực vào cái. Và sau đây tôi sẽ mở cho các bạn xem chi tiết bên trong của nó. Và nhiều loại rắc khác. Các bạn cần thêm thông tin thì có thể liên hệ tới hotline 0949 440 440 hoặc tới trực tiếp showroom tại số 440 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc có thể tham khảo trên website saomaiaudio.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.